Các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh Dưới Gầm Vlog nha. Thì hôm nay anh em mình mới quay clip xong đó, thì thằng Nhạn cũng khoái cái bộ đồ huyền thoại này, có nón lá và cái áo thùng, áo gách này, áo bà ba, áo ngàn sao áo ngàn sao với nón lá. Thì anh em mình cũng quay clip xong, bắt đầu mình dọt về nhà cậu bảy mình đó, mình hút mà bảy mình than, mà bữa nay mình không có ra mặt nha các bạn. Thông báo các bạn hay có gì các bạn cũng thông cảm là mình không có mặt để cho Nhạn, tại vì mọi bảy mình mới nhiều khi mới chưa biết mặt Nhạn nữa, để cho Nhạn nó hút cái kèo này. Mình chỉ là ẩn núp sau lưng thôi. Thôi mời các bạn theo dõi theo chân anh em mình nha. Let's go. Trả lại áo. Mặc đại đi. Trời ơi chạy đại đi. Thảy vô đây nè. Dọc đường coi có dọc đường coi có vết được miếng nào. Mời các bạn đi các bạn ơi. Dọc đường coi có vết vết. Kêu lớn lên, kêu lớn. Có ai nhà không? Anh chị em chầm cái cảm thấy cái điện thoại lên. Biết rồi. Đây. Kêu lớn lên. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không à? Bà con xin mấy ngày ăn được không? Không có tiền. Đi bà. Trời ơi, nhà không có bạn nữa, nghèo cũng chết mà. Vậy cho ông xin mượn cái gạo cũng được. Trời ơi, không có, không chia kìa, bên đây nè. Trả bên đâu ạ? Bên cậu á. Đại triệu vợ con chưa ăn gì á. Có tiền đâu, nghèo dữ lắm luôn. Thôi, con ở vô. Thôi, mất tiền dữ lắm luôn, có tiền luôn á. Bà gạo cửa liền. Biết không? Dạ. Giờ em bây giờ em vô á, em xin chuối không? Mình xin cái bà có nói ăn. Nãy bà nói là có chuối nữa, chuối không phải không? Mấy cái em mấy ngày rỗi luôn. Thì dù bà nói bà cho chuối thì nói à, con cảm ơn chuối con ăn, giờ cho con xin tiền thì tốt mua đồ ăn. Đi đi đi. Em đi đừng não nữa nha. Bây giờ có chuối con chụp. Ai biết muốn đi đường nào, đi đường này đi anh núp được, đi đường này nè anh núp anh quay được đi nè. Còn mấy em vòng qua đó đi, giờ anh quay ra không, anh quay em đi 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 đi, anh đi vòng hay sao anh đón mày, đi 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 đi. Chết mẹ bị phát hiện không ạ? Không được, tao bay cái hụt luôn à. Không nhớ đâu, tao đi ở chỗ suy nghĩ sao tiếng này nhóc muốn nhằn dữ vậy ta. Nó nghi lắm mà đúng mày nhỏ vậy. Kêu đi lẹ đi được. Tao nghe hồi nào nghe giờ. Nghe. Bà biết rồi, bà cho tiền đi, nó bụng rồi. Đi vòng mấy em, vòng mấy em. Bà biết rồi, bà cho tiền đi. Bà cho tiền rồi nè. Ngờ
ngồi suy nghĩ sao giống nhàn dữ vậy trời. cô dâu của ông bà ngáo kêu quá, chạy lẹ vô đi rồi. Đi đường này đi, tao chạy vòi vòng ra đây tao quay vô được rồi. Ôi trời dữ dở. Trên tay không được, xin mời ký hả. Chú nhà thôi. Vậy cho ném cho tiền gì cho ba chứ chú đi. Dạ. Nãy xin tiền mà bỏ em được, xin mời ký hả. Chị giàu á, xin đi vô nhà, xin đi vô nhà bỏ xin tiền mà chú anh xong á. Quên cầu quên á. Mình tiện quên á. Mình giàu. Nghèo muốn chết luôn đó, tiền đâu cho. Cái bà không có tiền. Em xin 10 ký gạo. Mẹ xin miếng cơm mới coi lên 10 ký gạo. Dạ có nãy là kêu chạy lẹ kìa. Thôi thôi, vậy thôi. Thôi, dạ các bạn ơi. Các bạn có ít nam mình nhớ cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký nha các bạn. Còn cái áo này gắn giữ ra nha. Còn mình còn hốt được người ai người nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bye.